Dạ vâng, kính thưa quý vị, chào các bạn, chúng ta vào kính mến. Một lần nữa cho phép em xin thay mặt cho gia đình cũng như là cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn tới toàn thể quý anh quý chị rất nhiều. Chúng ta đã bớt chút thời gian mang gặp của mình, đã trở về đây chung vui, niềm vui và hạnh phúc, cũng như là chúc phúc tương lai cho đôi con trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Và giờ phút ở đây, một anh chàng đẹp trai và cũng là chủ nhân của cánh tiệp hồng trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ có được lời phát biểu để cảm ơn tới toàn thể quý anh quý chị đã đến đây cùng chúc phúc cho hai em trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời. Alo rồi. Thì hôm nay nhân ngày vui của vợ chồng em thì em cũng cảm ơn cả cô dì, chú bác, anh em thân hữu gần xa đã bớt chút thời gian để chung vui cùng với vợ chồng của em. Thì hôm nay anh em cứ uống đàn chén nhiệt tin vô hết mình đi. Là nhân ngày vui trung thu thì em chúc tất cả cô chị anh chú bác một trung thu vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bên gia đình. Em xin cảm ơn ạ. What's up today đây, xin mời tất cả quý chị đã và đã có mặt tại nơi đây. Chúng ta hãy cùng đứng dậy đi nào anh em ơi. Đứng dậy nào và hãy cầm trên tay những ly bia, ly rượu để cùng chúc phúc cho con tương lai cho chú dâu chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay nào anh em ơi. Chơi ta. Và giờ phút ở đây xin mời tất cả quý anh quý chị chúng ta cùng đứng dậy đi nào. Đứng dậy nào anh em ơi. Lao. Bình tĩnh nào, bình tĩnh như lúc chia tiền nào. Đợi mọi người hãy cầm trên tay những đi bên đi chiều. Và sau khi em hô 1, 2, 3 thật lớn là cùng vô nào anh em ơi. Được chưa? Mọi người chuẩn bị xong chưa nào? Cầm bia trên tay nào anh em ơi. Được chưa? 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. Hai mà uống. Uống thì phải làm sao? Uống xin thay mặt cho gia đình cũng như lời cho cô dâu và chú rể xin cảm ơn tới toàn thể quý anh quý chị rất nhiều. Và kính chúc cho anh chị em có một bữa tiệc vui vẻ và một ngày trung thu đầy ý nghĩa trong buổi chiều ngày hôm nay. Và giờ phút này xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy đi từng hàng bàn hàng ghế để cảm ơn tới toàn thể quý anh quý chị cũng như là cùng chung chia niềm vui của hai bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời. Em dù qua mấy sông hay đèo núi cao.
Một lần nữa xin thay mặt cho cô dâu chú rể cảm ơn tất cả anh chị em có mặt tại đây. Anh chị em mình ơi, giơ cao tay lên nào và vui hết đêm nay nhá. Không say không về được không ạ? Ok, và cho tôi thấy một cánh tay giơ cao lên để cháy cùng Dương Lâm đi chơi nào. Let's go. Thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. Người thật mới lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng đây quay lại được có. Hát lớn cùng nhau nhá. Anh em ơi. What? Tay ơi. Hey, everybody say, ladies say hey. Tay trái ở đâu? Tay phải ơi, ở giữa lên luôn nào. Quảng Bình cháy quá, Quảng Bình ơi. Cho tôi thấy tất cả cánh tay của nhà trai ở chỗ nào ạ? Nhà gái ở đâu? Ok, nhà trai đây và nhà gái ở đâu nhở? Bước chân của người con Quảng Bình, trai xinh gái đẹp ơi, lên trên sân khấu và cháy hết mình cùng chúng tôi nào. Quảng Bình ơi! One, two, three, let's go! Let's see the haze! What? Hey! Rồi anh em, vui nào hey. Cả nhà ơi hey. Chưa nghe thấy lớn hơn được không anh em ơi? Đêm nay trăng lên cao, tim nào đã bay tới vì sao? Vào đây mà nào món quà âm nhạc đến từ Dương Lâm DJ. Vâng, xin thay mặt ban nhạc đồng đội Music Band và ekip của Sky Media kính chúc tất cả anh chị em có một mùa trung thu thật vui vẻ và cháy hết mình đêm nay nhá. Máu nào. Ai thuộc ca khúc này không ạ? À? Cùng nhau hát lớn nhá.
Quảng Bình ơi, cháy nào, cháy nào, cháy nào, vui nào, vui nào, vui nào, vui nào. Rồi, Quảng Bình yêu thương, anh em ơi, đẹp trai nói gì, xinh gái ơi, tóc ngắn ơi, tóc dài ơi, lên luôn nào. Quảng Bình toàn trai xinh gái đẹp không nhở? Vui hết nước nhở? Một lần nữa cho tôi thấy tất cả cánh tay của những người con Quảng Bình ơi. Trai xinh gái đẹp Quảng Bình ơi, lên đây nào. Vui nào, vui nào, vui nào. Ôi yêu đây đây. Rồi anh em mình ơi. Tay ơi, lên nào, cả nhà ơi, lên luôn nào. Đêm nay trăng lên cao, tim nào đã bay tới vì sao. Ánh sáng khuất gió lối, anh em ta đừng về chung lối. Bạn nhạc DJ đêm nay thật hay, anh em ta cùng uống cho say. Và tay ơi. Ok, và đây là hit track 2 của anh Viết Dương Lâm DJ. Cho tôi thấy tất cả cánh tay của nhà trai ở chỗ nào ạ? Nhà gái ở đâu? Ok, nhà trai đây và nhà gái ở đâu nhở? Bước chân của người con Quảng Bình, trai xinh gái đẹp ơi, lên trên sân khấu và chạy hết mình cùng chúng tôi nào. Quảng Bình ơi! One, two, three, let's go! This is the hey, this is the hey! What? Hey. Rồi anh em, vui nào, hey. Cả nhà ơi, hey. Chưa nghe thấy, lớn hơn được không? Anh em ơi, đêm nay trăng lên cao, tim nào đã bay tới vì sao? Vào đây mà là món quà âm nhạc đến từ Dương Lâm DJ. Yo, ready, shake!